Chào em ạ. Thanh có món quà tặng em này. Tại sao lại tặng xương rồng? Nói nghe coi. Cây xương rồng này nó cứng cáp mà nó rắn giỏi đấy. Quảng đâu nó cũng có thể nó sống được đấy. Thì mình chỉ cần tưới nước là nó sống được đấy. Là ý em nói là ý em muốn gửi đến bạn gái như vậy ạ. Em ý cảm bạn ơn gái anh. Để đâu sống cũng được gì. Tặng xương rồng ý muốn làm cái hàng rào hôm nay quanh đến em có món quà thì tặng cho anh. Cái này là anh mở ra đi rồi em nói. Cái này là tự con đang trời ơi, khăn màu xám rất chi là bến Thượng Hải luôn. Rồi hai đứa ngồi bắt đầu nào, giao lưu đi nè. Dạ. Em chào anh. Chào em. Em nhận xét gì anh? Cũng được, về ngoại hình thì sao chú Huyền Linh nhìn con. Bây giờ anh trai sẽ là người giới thiệu sơ lý lịch tích ngang của mình cho bên đàn gái nghe nha. Rồi mời em. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và bạn gái bên cạnh ạ. Chào tất cả mọi người, tất cả khán giả ở trường quay ạ. Thì em tên là Nguyễn Văn Tình. Em năm nay 32 tuổi ạ. Em quê ở Hà Nam. Và hiện tại em đang ở Gò Vấp ạ, Hồ Chí Minh. Tân làm gì Tân? Dạ em làm nhân viên ở văn phòng ạ. Rồi con mình giới thiệu về mình đi. Dạ con xin chào cô Hồng Vân. Con xin chào chú Huyền Linh. Con xin chào tất cả các cô chú, anh chị đang ngồi ở trường quay. Con tên là Cao Dương Hồng Ngọc, con đến từ Nha Trang, năm nay con 27 tuổi. Hiện con đang làm việc tự do, vừa làm ở Sài Gòn, vừa làm ở Nha Trang. Ồ, vậy không hả? Cố định. Nhưng con làm về ngành gì? Dạ, hiện giờ con đang hợp tác cùng với lại bạn của con, đang mở spa. À spa, rồi. Mình có điểm yếu điểm mạnh nào vậy em? Dạ, em có ưu điểm là em không hút thuốc ạ. Không hút thuốc? Không rượu bia và không ăn nhậu chơi bời ạ. Trung tâm làm ăn và sống hướng về gia đình ạ. Rồi. Tính cách của em là thẳng thắn, năng động và sống có trách nhiệm. Có một cái nhược điểm gì không? Nhược điểm của em thì em ăn không ăn được mỡ, thịt mỡ. Nói chung là kiểu kén ăn. Mỡ ngon lắm trời, Tết kho mỡ cục cục rồi nè. Nhưng mà em không ăn được. Ăn leo cà chua ớt cắn được. Bố em cứ bảo là cái điểm này của mày không biết là mai sau mày lấy được người nào chiều được mày luôn. Vậy là không ăn thịt mỡ luôn. Không ăn thịt mỡ. Hèn chi tướng tốt quá. Tướng tôi ăn thịt mỡ khác. Mà còn nhà mình gái có điểm yếu điểm mạnh gì mình nói luôn cưng. Điểm yếu của con nghĩ là có thể là do tính của con nó độc lập từ nhỏ. So với nhiều người có suy nghĩ gọi là hơi cố chấp một chút xíu thì gọi con là bất cần. Nhưng thiệt ra thì con tính con là luôn chủ động mọi việc. Còn cái ưu điểm của con thì con nghĩ là con tự tin con là người phụ nữ của gia đình. Đấy, anh Giai bên đấy có nghe không? Nghe dạ, rồi. Có. Như thế là tốt, nhưng hơi cái bất cần là chưa biết sao. 27 tuổi thôi mà người ta rất là bản lĩnh đó nha. Em trai, đường tình duyên của em thế nào? Em thì nói chung là trước đây em quen hai người á. Mà lâu lắm rồi, nói chung là chỉ gọi là quen sơ qua thôi. Chứ không có gì sâu sắc cả. Sơ qua là mấy tháng? Cái bạn đầu tiên thì em quen có tháng. Về sau cái khoảng cách nó xa quá, em không quen nữa. Rồi bạn thứ hai mấy tháng? Bạn thứ hai thì cũng chỉ được mấy tháng. Nhưng mà cũng là khoảng cách xa nữa. Mấy cả bạn ấy cũng không có. Nói chung là cũng chưa có mối tình nào sâu đậm đúng không? Dạ vâng. Rồi. Rồi, còn mình bên đây sao nè? Dạ, gọi là mối tình mà gọi là đặc sắc nhất thì chỉ có một thôi. Là mối tình đầu là xong. Và cách đây cũng khoảng là tầm 7-8 năm rồi. Con cũng có tìm hiểu nhưng mà nó không sâu đậm, không hợp với nó, mình. Nó dạ. Không sâu đậm đúng không? Dạ. Ok, vậy là hai bạn giống nhau rồi đó. Rồi vậy bây giờ cái mẫu người đàn ông lý tưởng mà con muốn là như thế nào? Con thì đơn giản, con không quan trọng vấn đề là xấu đẹp, nghèo, giàu. Cái con cần là một người đàn ông mà gọi là có định hướng trong tương lai, nghề nghiệp, độc lập, tâm lý một chút xíu. Con có cần người đàn ông đó phải giàu có không? Dạ không, tại vì con cũng có thể tự làm ra tiền. Ok, rồi để qua coi nhà trai sao nha. Thôi, nhà trai tôi cũng dạng cao ráo đẹp trai á. Mở, thấy chưa? Em chào chị ông Vân. Chào cưng. Không có mặc áo màu tím đâu, sợ. Em nghe cái cô gái bên đây nói về cái mẫu người đàn ông. Thì nói em thấy là mình có bao nhiêu phần trăm trong đó? Nếu mà bạn ấy nói như vậy thì em thấy em cũng có độ khoảng 60-70%. Tại vì em cũng có cái tính tự lập. Từ xưa đến giờ em cũng làm, cũng tự lập. Tự lập là sao? Em tự lập ở đâu? Trước là em đi bên Nga về ạ. Em đi Nga hả? Em ở đâu? Ở Moscow hay là ở đâu? Em ở bên thủ đô Moscow luôn. Moscow luôn? Dạ. Em có biết nói tiếng Nga không? Em thì làm việc ngoài chợ cho nên là nói tiếng Nga nó không có được chuẩn.
chỉ biết gọi là theo kiểu giao tiếp chợ búa thôi. Thôi em cứ việc nói đi, anh không có hiểu đâu, em đừng lo. Với cái người phụ nữ mà em có đòi hỏi gì ở cái người phụ nữ của mình? Em thì cũng không cần phải xinh đẹp quá đâu, cũng bình thường thôi. Em thích người hiền lành, chăm chỉ chịu khó và biết đối nhân xử thế. Cái mẫu hình lý tưởng em có cần thiết gì về chiều cao, mái tóc hay là cái gu thẩm mỹ như thế nào? Chiều cao thì em thích cao từ độ khoảng 1m57-1m58 trở lên. Rồi, trời ơi, phụ nữ là từ quá, đó đừng là... cao quá, cao quá em không thích. Còn cái gu thẩm mỹ thì nói chung là cũng biết ăn mặc một chút, chứ đừng có tề xòa quá. Mình cũng phải gọn gàng, sạch sẽ. Mặc đồ hở hang chút được không? Đừng sexy, hở quá, đừng hở sexy quá. Sexy hở hang hay là phải kín cổng cao tường, em muốn sao? Nói chung là cũng không phải kín cổng cao tường lắm đâu, cũng bình thường thôi. Mặc sao cho nó đẹp là được. Tùy theo thời tiết thôi. Vâng. Để anh Quang coi cái đàn gái sao. Nãy giờ nghe giọng đàn gái chắc dễ thương lắm. Bởi cái giọng á tròn em, tròn ha. Em nghe cũng thấy dễ thương. Mấy người mà giọng tròn tròn á là mặt cũng tròn tròn, người cũng múp míp. Đây. Con chào chú. Trời, gái dễ thương nha. Bây giờ chú đoán đúng không? Rồi, xinh, rất là xinh ha. Con không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, không thích người đàn ông của con có thể làm nhu nhược với lại là lặp lại. Nghĩa là cái vấn đề sự việc đó riêng con thì ví dụ như xảy ra việc đó thì phải giải quyết cho xong, và giải quyết xong rồi có nghĩa là đã thỏa thuận với nhau rồi thì thôi, không được nhắc lại nữa. Nhắc lại hả? Trời, chú hay nhắc lại, chú nhắc hoài, chú nhắc có mấy chục lần luôn á. Nhiều khi vui vui nhắc hoài, tập vậy thôi chứ không phải gì chứ. Rồi, không thích điều đó đúng không? Rồi yên tâm, thấy hai đứa này hợp đó nha. Trai cũng đẹp, gái cũng xinh nữa. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi mà mối. Đúng rồi. Còn sao cho hai trẻ gặp nhau? Đúng rồi. Ha, đẹp. Có mặt không? Sao con cứ nhìn chú Linh rồi con tưởng tượng nó anh kia vậy? Anh kia khác hoàn toàn. Con đừng nói chữ mập ở đây. Nó đụng chạm nhiều người. Nhưng mà con thích. Hả? Con thích mập hả? Cỡ như chú là được. Ánh diện liền, ưỡn ngực liền. Nay con đi với ai ạ? Dạ, con đi có một mình thôi cô. Ồ vậy hả? Dạ. Thôi được rồi, cô đại diện cho nhà gái được rồi. Tôi thấy hai trẻ nên cho nhau một cơ hội. Đó, nếu được thì bấm nút vậy đi. Tôi thấy tự nó cũng tạo cơ hội cho nhau rồi. Khỏi cho. Trai đi với ai vậy? Dạ, em đi với cả chị, với cả bác, với cả em. Hello hả? Vâng. Dạ, cháu xin chào chú Quỳnh Linh ạ, chào cô Hồng Vân chào và chào quý vị khán giả. Cháu là chị của Tình ạ. Thì nhận xét của cháu về em gái bên đây thì thấy cũng hiền, dễ thương ạ, xinh. Cháu thấy cũng hợp với cả Tình ạ. Thì Tình năm nay là cũng nhiều tuổi rồi nên bố mẹ cũng sốt ruột lắm rồi ạ. Thì mong sao qua chương trình này thì hai em cho nhau một cơ hội để có thể tiến xa hơn nữa. Rồi, bây giờ mình kéo rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Chào em ạ. Anh có món quà tặng em này. Tại sao lại tặng xương rồng, nói nghe coi. Cây xương rồng này nó cứng cáp và nó rắn giỏi đấy. Quảng đâu nó cũng có thể nó sống được ấy. Thì mình chỉ cần tưới nước là nó sống được đấy. Ý em nói là ý em muốn gửi bạn gái như vậy ạ. Ý bạn gái làm... để đâu sống cũng được gì. Tặng xương rồng ý muốn làm cái hàng rào này quanh em. Em cấm quà thì tặng cho anh. Cái này là anh mở ra đi rồi em nói. Cái này là tự con đang. Trời ơi, khăn màu xám rất chi là bến Thượng Hải luôn. Rồi, hai đứa ngồi bắt đầu nào, người giao lưu đi nè. Dạ. Em chào anh. Chào em. Em nhận xét gì về anh? Cũng được, về ngoại hình thì sao chú Quyền Linh nhìn con. Chú thường hay nhìn người đối diện lắm con. Còn chú biết tại sao chú nhìn con luôn. Em không biết về tính tình như thế nào, cái đó thì sau này tìm hiểu tôi mới biết. Nhưng mà về ngoại hình ban đầu thì em cảm thấy tốt. Tốt ha. Thấy đẹp trai không? Cái trái tim quá nó đẹp. Có trời, quá đẹp. Cái trái tim của con nó có bị loạn nhịp chút đỉnh không? Dạ có, cho nên không biết nói cái gì nữa rồi. Tình cảm nhận về em gái như thế nào? Em cảm nhận về bạn gái này cũng xinh. Không phải cũng xinh mà cũng có quá xinh như chứ. cái tưởng tượng của em không? Đó là không có cao lắm đó. Dạ. Em không thích cao đó. Không cao quá, đừng thấp quá. Trong cuộc sống hôn nhân đó, thì anh nghĩ như thế nào về cuộc sống hôn nhân? Anh thì anh nghĩ là như anh bây giờ anh lớn tuổi đó, anh cũng muốn lập gia đình sớm để cho bố mẹ vui ấy. Cho nên là bây giờ mà đã xác định đến được với nhau ấy,
thì mình sống làm sao cho nó chân thành đến hết cuộc đời luôn, chứ không thích giả dối hay là cứ yêu nhau được vài buổi xong bắt đầu lại chia tay. Anh không muốn như vậy á. Thật tình á thì tính của em á thì có thể là em sẽ là gọi là cứng cáp hơn những cái bạn gái bình thường cùng trang lứa. Khi mà cãi nhau hay như thế nào đó, em không thích người, nói chung là kể cả em cũng không thích nói nhiều. Mà ví dụ như xảy ra một vấn đề nào đó, em cần phải có hai người có sự nghiêm túc để nói chuyện với nhau. Nhưng khi nói chuyện xong rồi thì không được lặp lại sau này. Anh không thích cãi nhau, không thích to tiếng đâu. Nhưng mà phải cãi nhau thì mới hiểu được nhau như thế nào. Hẹn hò sao này hai đứa? Thế sau buổi hẹn hò này anh có thể mời em đi ăn cơm được không? Dạ được. Anh có chấp nhận yêu xa được hay không? Nói chung là không có ngại cái vấn đề đấy. Tại vì bây giờ đấy, nếu mà em mà xác định ở đâu, lập nghiệp ở đâu thì mình có thể bàn bạc chẳng hạn này. Anh thì anh rất thích kinh doanh, anh muốn tìm bạn gái cũng thích yêu thích kinh doanh. Đúng người rồi đó. Thì nhưng... ví dụ như là em với anh mà đến được với nhau thì em thích ở đâu? Cái vấn đề ở đâu em cũng không sợ. Em chỉ cần là có ý chí thì ở đâu cũng làm được. Anh thì thực ra là ở ngoài quê thì anh cũng... bố mẹ anh thích anh ở ngoài quê. Nhưng mà anh là anh thích ở sống ở Sài Gòn. Anh thích... hồi nãy anh nói là đến từ đâu? Hà Nam. Anh ở Hà Nam. Là Hà Nam Ninh. Đúng không? Bây giờ tách ra làm Hà Nam. Hà Nam với dạ. Nam Định. Con là người Nam thật sự. Nhưng mà năm nào con cũng về Bắc ở một tháng. Tại vì con có một cô bạn thân là ở Ninh Bình. Thế thì cách anh 30 cây. Năm nào cũng về và tự tin được làm dâu Bắc rồi. Cách anh 30 cây. Tại vì năm đầu tiên con về thì chỉ là đi theo cô bạn đó về chơi thôi. Bởi vì nhà có dỗ. Và một mình con rủi 15 mâm chiến bát. Và một mình con rủi 15 mâm chiến bát. Xong cô chú thương luôn. Và năm nào cũng dụ về để rửa chén. Coi như là làm dâu á, là phải chứ không rửa chén đó. Rửa chén trong cái đám dỗ là phải, dạ, qua cái chuông đó là coi như là thấy dạ. Là có điểm để làm dâu rồi. Chú thấy rằng hai đứa hợp nhau đó. Bây giờ vậy nè, tình bước tới nắm tay cô gái, muốn nói gì nói rồi hát bài nào đó, đọc bài thơ hay nói về cảm nghĩ của mình về cô gái đó. Rồi hỏi bây giờ nếu chúng ta yêu nhau thì khoảng bao lâu mình có thể đến với nhau. À đấy, còn vấn đề thịt mỡ với lại thịt nạc đấy dạ. Đấy mập. Cái vấn đề đấy là nó cũng vấn đề đấy. Thích người mập thì cho nói cho em biết đi không? Dạ em biết. Dạ biết. Cũng biết nấu ăn à? Ví dụ anh không ăn được thịt mỡ, em có nấu được anh món khác không? Nếu mà anh không ăn được thịt mỡ thì em phải làm sao đó nấu để cho anh ăn được thì thôi. Tức là chiều được đúng không? Chiều được ý theo ý của anh. Em không chiều, nhưng mà em sẽ làm sao đó để cho anh có thể từ không thích chuyển sang thích. Anh có một cái bài thơ để tặng em này. Dạ. Bây giờ anh viết ra giấy, tại vì anh cũng tự anh nghĩ ra thôi. Cho nên cũng, bây giờ anh phải đọc. Hôm nay đến với chương trình, tôi xin nói hết tâm tình của tôi. Ghế đỏ thì cũng đã ngồi, cùng nhau bấm nút hẹn hò được không? Xin hết ạ. À, đó. Câu cuối cùng là phải nhìn thẳng vào trong mắt á. Cùng nhau bấm nút hẹn hò được không? Dạ. Rồi, vậy trở về với cái ngồi đi các bạn. Chúng ta bấm nút là phải có trách nhiệm với nó. Không phải bấm để vừa lòng một ai đó đâu nha. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Trời ơi, bấm cùng lúc luôn mới ghê chứ. Rất đều. Nào. Hãy nắm tay nhau. Lần đầu tiên con được nắm tay con trai á chú à. Ủa vậy đó hả? Tình cho đặt nụ hôn đầu tiên lên má của em đi con. Dạ, thế cho em xin phép được thơm mặn má không? Ừ. Đó, thơm vào mặt. Đấy, trai Hà Nam nó mãnh liệt lắm đấy. Rồi. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Hệ thống cửa hàng Mori Italia tặng bộ quà quy ngương và voucher 2 triệu đồng mua sắm tại các cửa hàng trên toàn quốc. Mori Italia gồm các thương hiệu hàng đầu thế giới và gia dụng, nhà bếp, nội thất và thời trang và phụ kiện. Chúc tình cảm cặp đôi hạnh phúc bền vững nhé. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan.
bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi. Chúc hai đứa mau có tin vui nha. Dạ. Con chào cô. Rồi, chào gái đi chứ.